Nhân dịp lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia kết thúc, ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy lắng nghe những tâm sự của nữ trọng tài 28 tuổi Hà Thị Phượng để xem những bóng hồng cầm cân nảy mực trên sân cỏ khác gì so với những người đàn ông. Em sự hồi bé thì rất là đam mê thể thao, và đến năm 2005 thì khi mà em học đại học ở Từ Sơn thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì có tổ chức một lớp học, đó là lớp sơ cấp trọng tài phía Bắc, và em đã xin tham gia và em đã chơi trọng tài từ đó đến nay ạ. Lần đầu tiên em tham dự giải đó là năm 2010, và đến năm nay là 2014 em đã chơi được 4 năm rồi ạ. Khó khăn lớn nhất đó là nữ thì là thường là thích hợp với những công việc như là nấu ăn hoặc là làm bếp hoặc là những công việc về văn phòng công sở, và bọn như tôi thì theo nghề này thì nó gặp rất nhiều khó khăn, đó là khó khăn về thể lực, về chuyên môn, rồi về độ chính xác trong từng pha tranh chấp bóng hay là từng trận đấu. Mẫu người trọng tài ngưỡng mộ là em thì rất là khâm phục và ngưỡng mộ chị Kiều Thị Thúy ạ, một trọng tài đàn chị đi trước bọn em rất là lâu, và chị có kinh nghiệm của trong từng trận đấu, rồi về thể lực của chị rất là tốt và đáng kính lệ ạ. Em phấn đấu về thể lực và những kiến thức và những kiến thức luật, có thể là những kiến thức luật bổ sung luật mới của từng năm để mình có thể là trau dồi kinh nghiệm cho mình trong từng trận đấu. Những khi mà mình làm trận đấu thì cái đường sân ở những cái địa phương ấy, người ta không như là sân thi đấu của mình đi làm ở quốc gia, mà sân thi đấu thì thường thường là khán giả đang ngồi rất sát với đường biên của mình. Và khi có một trận đấu đó thì có một bác ấy rất là già rồi, bác ấy ngồi, bác ấy xem và bác ấy cầm cái điếu cày, thì khi mà đang di chuyển để bắt cái tình huống việt vị thì bác ấy lại gạt cái điếu cày đấy vào chân bác, bảo cháu ơi đứng lùi ra cho bác xem một tí. Thì lúc đấy thì cũng rất là ngạc nhiên và bối rối, thì cũng không biết là mình làm cái gì, nói như thế nào để giải thích cho bác ấy hiểu là cháu đang làm. Thì mà bác bảo thế, cứ quay lại cười bác một cái rồi lại tiếp tục trận đấu thôi ạ. Trước khi tập huấn để đi làm giải thì đó là vào ngày 14 tháng 2, lại đúng vào ngày Valentine, thì đã cũng không được ở nhà. Và đến bây giờ thì kết thúc giải thì cũng mùng 8 tháng 3, lại vào đúng khi mà mùng 8 tháng 3 để mà vẫn chưa về nhà, thì cũng cảm thấy là rất là buồn, tại vì là có người yêu mà không được tặng quà, rồi phải xa người yêu đấy ạ. Nghề trọng tài thì không đủ để ổn định cho cuộc sống của em được ạ. Nấu ăn thì em thích nhất là món sườn xào chua ngọt ạ. Bài hát thích nhất là Bức Thư Tình Thứ Hai. Cái trang phục mà em đang mặc đây là trang phục mà dành cho các trọng tài khởi động. Trọng tài thì thường có hai bộ khởi động, đó là một bộ màu xanh này và một bộ màu xanh da trời. Còn bộ quần áo làm nhiệm vụ thì có ba màu: màu đen, màu vàng và một màu cũng là màu xanh da trời đó. Bóng đá nữ một năm chỉ có giải vô địch quốc gia và giải U19. Bởi thế nên kết thúc những trận đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Thị Phượng lại trở về với công việc hành chính tại Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng và chờ đợi những giải đấu tiếp theo. Một nhiệm vụ nữa cũng quan trọng không kém là năm nay bố mẹ đã đặt chỉ tiêu Phượng phải lấy chồng, bởi chị cũng đã 28.